thực hiện chương trình Ngân hàng Bò, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Long Điền và Ủy ban nhân dân xã Tam Phước tổ chức trao tặng một con bò giống cho gia đình bà Phạm Thị Minh, ngụ tại tổ 14 ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền. Con bò giống trao cho gia đình bà Phạm Thị Minh được sinh ra từ con bò do Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao cho hộ gia đình ông Phan Hùng Tuấn, cũng ngụ tại xã Tam Phước trước đó. Con bò là ở bên ngân hàng bò thì nhận được rồi là mình cũng sẽ hết sức chăm sóc cái hết sức mình để cho nó tạo điều kiện sau này hỗ trợ thêm cái mức sống của gia đình. Thì cảm ơn tất cả các chính quyền địa phương.